xin chào anh em đã đến với channel của Kho Đồ Chơi. Thì ngày hôm nay nhân tiện mình có nâng cấp một cái chiếc xe GGRC cho khách hàng và thay có sử dụng cái bộ cụm treo cầu bập bênh phía sau thay cho cái bộ của GGRC. Thì như các bạn đã biết thì GGRC thì sử dụng cái cầu là cầu V-size nên là nó to như thế này. Đây là cầu V-size, đây là cái bộ mình đã thay vào rồi nhé. Thì tuy nhiên là giảm sóc của xe GGRC thì nó sử dụng là giảm sóc độc lập từng cầu riêng, thì sẽ có cái hệ thống nhíp treo và giảm sóc riêng cho từng cầu. Tuy nhiên là để mà tăng cái độ nhún và trông nó thật hơn cho chiếc xe khi di chuyển thì chúng ta có thể sử dụng cái hệ thống giảm sóc cụm treo cầu giảm sóc bập bênh. Thì đây là cái cụm treo cầu giảm sóc được làm bởi hãng WPL. Thường thì những cái chiếc xe của WPL, chiếc xe tải 6x6 ấy của WPL ấy, thì sẽ có sẵn cầu bập bênh. Đấy. Thì trước đây Kho Đồ Chơi bán cái loại cầu bập bênh, cụm treo cầu bập bênh này bằng kim loại thì giá nó rất là cao. Thì hiện tại đã có cái bộ cụm treo cầu bằng nhựa. Trước đây có rất nhiều các bạn hỏi, tuy nhiên là trước đây các bạn thường là phải mua cả một cái trailer thì giá nó đắt, và về các bạn phải tháo ra, các bạn chỉ sử dụng cái cụm treo cầu bập bênh bằng nhựa này thôi thì nó cũng khá là mất công, và thứ hai là giá nó cao. Tuy nhiên là ở thời điểm hiện tại thì Kho Đồ Chơi đã có cái bộ cụm treo cầu bằng nhựa này rồi. Thì các bạn có thể nhìn ở đây mình, sau khi mình đã thay vào thì các bạn thấy không, bộ cụm treo cầu bập bênh nhựa này của WPL lắp vào cầu V-size thì khá là ổn. Về khoảng cách thì mình không cần phải chỉnh lại gì nữa, khoảng cách giữa hai cầu thì cũng không cần phải chỉnh lại gì. Có duy nhất chỉ có một cái là đây, khi mà lắp vào ấy, đây cái này này, khi mà lắp vào vì là cái cầu của WPL thì cái phần này, này thì nó nhỏ nên là khi mà chúng ta lắp vào nó sẽ không bị chạm kích vào đây. Còn cái phần này vì là hệ thống cầu nó có V-size nên là cái cụm này nó rất là to. Chính vì thế mà khi mà chúng ta lắp vào ấy, thì nó cái phần này, nó phần nhô ra của cụm cầu này nó chạm vào đây và nó kích, gây kích. Và khi chúng ta bắt con vít ở đây, thường thì là đáng lẽ là mình phải bắt úp cái mặt này lại, cái này này, cái miếng này này mình phải bắt úp lại để cho cái này này, đây cái tai này nó nằm gọn ở trong này. Tuy nhiên là mình đang phải bắt ngược lại cái này để làm sao cho con ốc nó vào sâu nhất có thể, và mình vào siết con ốc vào gần đến đây. Đấy. Thì khi nào nếu các bạn làm, các bạn sẽ gặp vấn đề này. Như còn nói thì có thể là các bạn sẽ chưa hình dung ra. Tuy nhiên là sau khi lắp xong thì mình thấy cụm bập bênh này cũng khá là ổn định đấy, hoạt động rất là ổn. Đây, các bạn có thể thấy hệ thống chuyển động không có vì trục trặc cả, rất là ok, rất là mượt. Khi mà bập bênh thì một cầu xuống còn một cầu thì sẽ lên. Đây. Rất là ổn. Về cái việc lắp cái chiếc cái bộ cụm treo cầu này thì nó cũng, nếu các bạn mới mà chưa lắp bao giờ mà không có mẫu thì cũng khá là khó khăn. Thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình để với Kho Đồ Chơi, thì Kho Đồ Chơi sẽ hướng dẫn các bạn hoặc là hỗ trợ các bạn trong quá trình lắp. Bởi vì là rất dễ, các bạn sẽ rất dễ lắp nhầm. Và nếu mà lắp nhầm thì chúng ta sẽ lại phải tháo ra lắp lại. Và với cái đồ nhựa như thế này, khi mà tháo ra lắp vào nhiều lần con ốc thì nó có thể gây đến cái tình trạng là trờn gen và mất hỏng gen. Chính vì thế mà chúng ta nên lắp một phát là ăn luôn thì nó sẽ hay hơn, là nó sẽ được bền hơn là chúng ta lắp đi lắp lại nhiều lần. Thì chính vì thế nếu các bạn nào cảm thấy không tự tin thì có thể khi mà mua cái bộ sản phẩm này thì có thể liên hệ với Kho Đồ Chơi để được hỗ trợ. Và các bạn có thể nhìn mẫu ở đây, mình quay rất là nhiều hướng từ nãy đến giờ. Đây. Đấy, các bạn có thể nhìn ở đây, nhìn ở video này. Và các bạn sẽ biết cách để làm. Và nếu các bạn không tìm được cái sản phẩm này ở trên shop của Kho Đồ Chơi thì các bạn cứ inbox trực tiếp cho shop và shop sẽ gửi cho các bạn cái đường link để các bạn có thể mua hàng. Rất là mượt mà nhé. Và
khoảng cách giữa các cầu thì không cần phải điều chỉnh gì cả. Đấy. Như này các bạn có thể thấy là cái hệ thống giảm xóc của nó nhìn nó mượt mà hơn rất là nhiều so với cái hệ thống giảm xóc đơn của nguyên bản, của chiếc xe nguyên bản. Ok, mình sẽ dừng video tại đây. Thì nếu các bạn có những cái thắc mắc gì đó hoặc là cần hỗ trợ gì liên quan đến việc độ chế xe RC tỷ lệ 1:16 hoặc tỷ lệ nhỏ thì các bạn có thể inbox trực tiếp cho họ được chơi để có những hướng dẫn cụ thể hoặc là có những support hỗ trợ cho các bạn trong quá trình độ chế hoặc là trong quá trình lắp đặt. Những cái gì biết thì mình sẽ chia sẻ, còn những cái gì không biết thì mình cũng sẽ nói luôn. Ok, rồi xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.